Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc chảo sâu lòng của hãng Tefo có đường kính là phi 24cm và đây là chiếc chảo được sản xuất tại Pháp. Điều đặc biệt của chiếc chảo này là nó có lòng rất là sâu, ngoài ra thì nó có cả nắp bằng thủy tinh trong suốt. Các bạn sẽ xem đây là cái nắp chảo của này. Và đây là thiết kế của chiếc chảo 24cm sâu lòng. Cảm giác cầm như là cầm cái nồi đúng hơn, cái nồi rộng. Cái này sẽ giúp các bạn chiên rất là tiện. Lòng nó sâu ạ. Và lòng sâu dạng bên thành là thành đứng. Khá là đặc biệt. Đường kính của chảo này là 24cm. Nó kèm theo cái nắp thủy tinh ạ. Và cái chảo này các bạn có thể dùng được với bếp từ, bếp ga, bếp điện. Gần như tất cả các loại bếp các bạn đều dùng được. Được sản xuất tại Pháp. Cái lớp chống dính của Tefal thì rất là nổi tiếng rồi. Các bạn có thể yên tâm về chất lượng của nó. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái chảo Tefo đường kính 24cm và có lòng sâu, thành đứng, kèm theo nắp, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.